Ngay sau đó, một đạo quang mang liền từ cái kia bà tạc lỗ tung ở trong trung tâm vọt ra. Các ngươi đều phải chết, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Thâm Biên Thánh Quân bộ dạng rõ ràng có một chút chật vật, Lục Trương chỉnh tề tóc rối tung tại sau lưng, anh tuấn ở trên mặt hơn nhiều so mấy đạo vết thương, y phục trên người cũng trở nên rách rưới. Hiển nhiên dùng thực lực của hắn, ở vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc loại này khủng bố vũ khí bạo tạc lỗ tung hạch tâm, nhiều chương chịu nhất định được bị thương. Đường Phụ Lân cùng với cổ Nguyệt Na không chút sợ sữa, lần lửa phóng xuất ra thần long biến, vàng bạc lưỡng sắc quang mang giao hóa, bắn ra trái mắt quang diễm, hai đạo thân ảnh trùng hợp, cường đại long thần khí tức bạo phát, Đường Phụ Lân hóa thân thành uy nghiêm long thần, bạch ngân long thương cùng với hoàng kim long thương trên không trung hóa thân thành hai đạo quang mang tại chung quanh thân thể hắn xoay tròn, hải thần tam xoa kích hướng không trung đâm ra, lập tức thì bộc phát ra sóng biển năng lượng hướng Thâm Biên Thánh Quân tiến lên. Lúc này đây, Thâm Biên Thánh Quân hai con người phóng hỏa, hiển nhiên là cực kỳ là phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình phủ xuống Đấu La đại lục vị diện về sau lại vẫn hội bị thương. Hắn luôn luôn cực kỳ là quý trọng thân thể của mình, để muốn đi được xa hơn, tăng lên tới thần vương cảnh giới. Thân thể liền là trọng yếu nhất một bộ phận, lần bị thương này nhất định sẽ làm cho hắn trở thành thần vương thời gian đẩy về sau trễ hơn, thậm chí còn có thể xuất hiện ra một vài vấn đề. Vô pháp đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, điều này có thể không làm cho hắn phẫn lộ đến cực điểm đấy. Hơn nữa vừa rồi, hoàng kim long thương cố với bạch ngân long thương cắn nuốt ra đại lượng thông huyền năng lượng, bởi vì hắn phân thần thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hoàn thành quá trình này. Đối với Thông Huyền Thánh Quân mà nói, tất cả thông huyền năng lượng đều có thể nói là nhất bộ phận của hắn, nếu như bị những người khác cắn nuốt, liền có ý nghĩa rằng lực lượng của hắn bị suy yếu. Thâm Biên Thánh Quân đi vào trong Đấu La đại lục chính là vì thôn phệ lờ đầy hết thảy sinh mệnh năng lượng, dùng Đấu La tinh làm cơ sở thành lập chính mình thần giới. Hắn bây giờ còn không có thôn phệ bao nhiêu Đấu La đại lục sinh mệnh năng lượng, ngược lại tổn thất không ít cạnh tranh cùng với thâm biên năng lượng, điều này làm cho hắn rất là nén giận. Lúc này hắn đã không có mèo vần chuột như vậy trò chơi tâm tính, chỉ muốn đem hết thảy trước mặt triệt để hủy diệt, sử dụng tốc độ nhanh nhất thôn phệ vị diện ở bên trên có khả năng thôn phệ hết thảy. Thiên Thánh Liệt Uyến ngang nhiên trước chám, một cái giống như sóng biển năng lượng bị hắn một kích này chém ra. Đã đến hắn cái cấp độ này, cái gì kỹ xảo đều không có trọng yếu, chấm dứt đúng đấy tốc độ tăng lên chiến thực lực tuyệt đối là đủ rồi. Thâm Biên Thánh Quân thân thể thoáng một phát đã đến Đường Phụ Lân trước mặt, Thiên Thánh Liệt Uyên hướng Đường Phụ Lân vào đầu chém tới. Đường Phụ Lân đem ở trong tay Hải Thần Tam Xà Kích khơi máu, đồng thời thân thể một bên. Đã có một lúc trước kinh nghiệm giáo huấn, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng đem thân thể bại lộ ra tại sắc bén Thiên Thánh Liệt Uyên lúc trước. Chói tai tiếng vang ở bên trong, Đường Phụ Lân cấp tốc lùi về phía sau, nhưng không có giống như trước đó, lần thứ nhất giao thủ lúc như vậy bị đánh bay. Đường Phụ Lân ở trên người, lân phiến lóe ra quang mang, lân phiến thể hiện ra ngoài là mặt kính hình thái. Không chỉ có như vậy, toàn thân của hắn còn nhiều thêm một tầng kỳ dị kim sắc quang mang, dường như tại liều động, chút xuống, kéo lấy thân thể của hắn lùi về phía sau, đồng thời vậy mà thoáng ngăn cản ra một chút Thiên Thánh Liệt Uyên, làm lực lượng của hắn tăng nhiều. Khi hắn khuy động ra Hải Thần Tam Xoa Kích thời điểm, cái này đào kim sắc quang mang liền lưu chuyển đến trên cánh tay của hắn. Khi hắn bị đánh lùi thời điểm đó, kim sắc quang mang liền giãn đầy ra khắp toàn thân, rời đi ngăn cản và chạm ảnh hưởng, cực kỳ là thần kỳ. Giải trừ Kim Long Vương thứ 16 đạo phong ấn, có nghĩa là Đường Vũ Lân đã có cái thứ 8 khí huyết hồn hoàn, mà cái này thứ 8 khí huyết hồn hoàn mang cho hắn đúng là Kim Long Vương năng lượng, gọi là Hoàng Kim Bộc Bố. Kim Long Vương có mấy cái cực kỳ là cường đại năng lượng, trong đó đặc biệt mạnh hai cái năng lượng một công một thủ. Công chính là cái kia năng lượng cần muốn cởi bỏ tất cả phòng ấn mới có thể đạt được, mà phòng ngự năng lượng này, đúng vậy, Đường Phụ Lân làm cho thi triển Hoàng Kim Long Bộc. Chính xác ra Hoàng Kim Bộc Bố có lẽ gọi là Hoàng Kim Long Bộc, nó cũng không phải là một cái đơn thuần phòng ngự loại hồn kỹ, còn có phụ trợ tác dụng. Nó có hộ chủ linh tính, bản thân cùng với Long Cường dung hợp ra cùng một chỗ. Hơn nữa Kim Long Vương huyết mạch cầm giữ ra có thần cấp đặc tính. Tại hướng Đường Phụ Lân gặp được thời gian nguy hiểm, nó có thể tại trước tiên làm ra chính xác nhất ứng biến.
Nhìn thấy chính mình một kích không thể nào trọng thương Đường Vũ Lân, Thâm Viên Thánh Quân sững sốt ra một chút. Đối thủ lần này hoàn thành thần long biến sau rõ ràng trở nên mạnh hơn. Cái này làm cho Thâm Viên Thánh Quân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng so với hắn vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng mà trước mắt đối thủ này ít nhất đã có được tại trong thời gian ngắn này cùng hắn chống lại năng lượng. Loại cảm giác này cũng không tuyệt vời. Đối với Thâm Viên Thánh Quân mà nói, hắn không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Không nghĩ tới, tồn tại không cách nào thực sự trở thành thần chỉ ở phía dưới tình huống. Trước mặt cái này hai người trẻ tuổi rõ ràng còn có thể có được thực lực như vậy. Không thể để lại cho bọn họ tiếp tục phát triển đi xuống. Thâm Biên Thánh Quân hai con người bỗng nhiên trở lên trên bằng lạnh lên. Hắn không có lửa phần dừng lại, lập tức đuổi theo Đường Vũ Lân, lần lửa đem Thiên Thánh Liệt Uyển chém ra. Tại tuyệt đối tốc độ của mỗi lực lượng trước mặt, Đường Vũ Lân đều muốn né tránh ra không thể nào đấy. Thâm Biên Thánh Quân xuất thủ ra một khắc này, thiên địa lực lượng hầu như đều vì thế mà sử dụng, làm cho người ta không thể nào tránh né. Đường Vũ Lân lần lửa đem trong tay Hải Thần Tam Giáo Kích lắm lấy ra, chói tai trong tiếng lổ vang, hắn lại một lần nữa bị đánh lui. Thiên Thánh Liệt Uyên thuận thế lấy ra, Đường Vũ Lân ở trên người Hoàng Kim Long Bộc thuận thế này thúc đẩy ra thân thể của hắn hướng bên cạnh né tránh, đồng thời tận khả năng mà giờ đi ngăn cản Thiên Thánh Liệt Uyên. Thâm Uyên Thánh Quân thần lực quá mạnh mẽ, thế cho nên hai lần đụng ý tứ về sau, mai tươi sống lẫn nhau hai tay đã hoàn toàn run lên. Cho dù so với trước đó lần thứ nhất ra thủ thời điểm đó muốn tốt hơn nhiều, nhưng hắn biết rõ cái này nhiều chưa không đủ, mình và Thâm Biên Thánh Quân ở giữa chênh lệch còn rất lớn. Xoẹt một tiếng, Hoàng Kim Long bóng chỉ ngăn cản Thiên Thánh Liệt Uyên bộ phát ra uy lực, Kim Long Nguyệt Ngữ nhiều trước bị cạ mở ra một cái lỗ hổng lớn. Thiên Thánh Liệt Uyên cái này bỏ qua phòng ngự năng lượng, thật sự là bá đạo. Tứ tự đấu khải tại trước mặt nó lại cũng không có quá lớn tác dụng. Máu tươi lại một lần nữa từ Đường Vũ Lân trên người phun phóng tới. Thấy như vậy một màn, mọi người đều phát ra tiếng kinh hô. Không thể nghi ngờ, Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt Na đúng ngăn cản Thẩm Uyên Thánh Quân cuối cùng lực lượng. Đúng vào lúc này, một cái khác lục quang phá vỡ bầu trời. Tại Đường Vũ Lân bị thường nhắm mắt này chiếu rọ ra tại trên người của hắn, quang mang lóe lên trên, Đường Vũ Lân miệng vết thương khép lại, đã liền lưu tồn ra ở trong thân thể của Thiên Thánh Liệt Uyên sắc bén chi khí cùng với lập tức biến mất. Đường Vũ Lân ở trên cánh tay tê liệt cảm giác tùy theo đó biến mất, hắn ở trong chốc lát khôi phục lại trạng thái tốt nhất, giống như tại chỗ mục sinh. Hải Thần Tam Gió Kích ngang nhiên đâm ra, cấm bình phàm Long Hoàng Trùng được phát động, kinh khủng sức bật bỗng nhiên vào tới Thâm Biên Thánh Quân trước người. Thâm Biên Thánh Quân cùng với Thiên Thánh Liệt Uyên vượt qua ngăn cản, trầm thấp ở trong tiếng lổ vang, hắn cuối cùng bị va chạm được rút lui mà đi. Phải biết rằng, cùng với Thâm Biên Thánh Quân giao thủ đến nay, đây là Đường Vũ Lân cùng với Cổ Nguyệt Na lần thứ nhất đưa hắn đánh lui. Sinh mệnh cổ thụ cuối cùng xuất thủ, với tư cách toàn bộ đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng chi hạch tâm. Nói hiển nhiên rất là rõ ràng một trận chiến này thắng bại đến cỡ nào trọng yếu. Nói cách khác không ra tay, chính là phụ trợ lòng thần. Thâm Biên Thánh Quân bị đánh lui, hắn vốn là sững sờ, ngược lại là giận dữ. Thiên Thánh Liệt Uyên lúc này hào quang tỏa sáng, giống như một khối cực lớn màu xanh đậm thủy tinh, lần lửa chém xả lúc này. Ngay tiếp theo, sẵn hắn ở song trận đều biến thành màu xanh đậm. Cấm bình phám, Long Hoàng Trùng chuyển thành ra cấm khản khốn Long Hoàng Diệt. Cứng đối cứng, nếu như không cách nào né tránh, vậy thì sử dụng trực tiếp nhất phương hướng trở lại và chạm. Uỳnh một tiếng, Đường Vũ Lân mãnh liệt lùi về phía sau. Lúc này đây ở trên người của hắn xuất hiện ra một cái khác hầu như đem cả người đều chém thành hai đạo vết thương khổng lồ. Không thể nghi ngờ, đây mới là Thâm Biên Thánh Quân chính thức lực lượng công kích. Nếu là ở trước kia, riêng là một kích này cũng đủ để lại cho Đường Vũ Lân tiến vào trong gần chết trạng thái. Có thể hắn lúc này ở sau lưng có toàn bộ đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng ủng hộ, sáng chói lục sắc quang mang tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào Đường Vũ Lân trên người, làm cả người của hắn lúc này lập tức khôi phục lại. Miệng vết thương mới xuất hiện sau một khắc liền khép lại rồi, hơn nữa toàn bộ người như trước bảo trì trạng thái tốt nhất. Hải Thần Tam Giáo Kích lần nữa chém xa, cường công Thâm Biên Thánh Quân. Thâm Biên Thánh Quân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện ra tình huống như vậy. Hắn lúc này không chỉ là phẫn nộ, càng có một chút buồn bực đánh không chết đối thủ. Cái này có một chút đáng ghét. Hắn biết rõ, lẽ muốn chữa trị ra Thiên Thánh Liệt Uyên tạo thành miệng vết thương, cái kia sinh mệnh cổ thủ cần trả giá sinh mệnh năng lượng hội cực kỳ là khổng lồ. Chỉ cần hắn chịu tìm chút thời gian, đối phương tổng thể sẽ xuất hiện ra khó khăn có thể tiếp tục tình huống. Hắn cuối cùng vẫn còn có thể đánh chết Đường Vũ Lân. Thế nhưng mà hắn rõ ràng hơn đúng rồi, vậy cần thời gian cũng không phải là một lát rồi.
Đường Phụ Lân cùng với cổ Nguyệt Nào xung hợp ra thần Long Biến, có sinh mệnh cổ thụ ủng hộ, quả thực giống như là một khối kẹo da trâu, quấn lên trên Thâm Miên Thánh Quân. Thâm Miên Thánh Quân hai mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng. Rất tốt, các ngươi cho rằng như vậy là có thể ngăn cản bổn tọa tiến lên trên bước chân sao? Hắn vừa nói, một bên đem ở trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên quét ngang đi ra ngoài, là một lần nữa đem Đường Phụ Lân đánh bay. Tiếp theo ở trong nháy mắt này, hắn đem ở trong tay siêu thần khí sờ cao khỏi đầu. Sâu làm sắc quang mang từ trên người quán trào lên trên phóng tới, thẳng đến phía dưới giờ đi. Thâm Uyên Trọng Tổ, lúc này đây Vĩnh Hằng Thiên Quốc ba tạc lỗ tung sinh ra quang mang đã thập phần mờ đi, dần dần biến mất, lộ ra một cái bị tạc được lớn hơn gần như gấp đôi Thâm Uyên Thông Đạo ra khỏi miếng, nhưng lại ngay cả một cái thâm uyên vật đều là không có. Có thể nghĩ, nó ba tạc lỗ tung lực lượng có kinh khủng bực nào, nhưng vào lúc này, theo Thâm Uyên Thánh Quân triệu hoán, một đạo cự đại ám kiểm sắc cột sáng từ trong thâm uyên ở trong thông đạo bỗng nhiên xì xá. Lúc này, cái đạo cự đại cột sáng xuất hiện ra thời điểm, Thâm Uyên Thánh Quân ở trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Đường Phụ Lân lúc này thần sắc tùy theo đó trở lên ngừng trọng. Hắn có thể tin tưởng cảm nhận được, cái kia ám kiểm sắc ở trong cột sáng ẩn chứa cực kỳ là mãnh liệt thâm uyên năng lượng, lại còn lồng đậm thâm uyên khí tức. Rất hiển nhiên, Vĩnh Hằng Thiên Quốc tuy rằng tạm thời chặn lại Thâm Uyên Thánh Quân, lại cũng không có thể nào chân chính trọng thương hắn.